liên quan đến vụ việc Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên hút thuốc tại một quán cà phê và hình ảnh trong đó Kỳ Duyên bị tố là say xỉn trong quán rượu khiến dư luận xã hội có ý kiến nhiều chiều. Báo Tiền Phong với tư cách đơn vị thường trực ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 ngày hôm qua đã chính thức ra thông cáo báo chí về việc này. Trước khi ra quyết định này, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Báo Tiền Phong đã tiến hành xác minh thông tin và có buổi làm việc với Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Theo đó, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng đã có thư xin lỗi Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, lãnh đạo Báo Tiền Phong và xin lỗi công khai trên trang mạng của mình về hành vi hút thuốc lá như trong đoạn băng hình. Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã viết bản cam đoan ngoài các hành vi hút thuốc lá trong quán cà phê và tụ tập với bạn bè trong quán rượu nhưng không say rượu thì không còn hành vi nào không phù hợp với danh vị Hoa hậu Việt Nam như dư luận đồn thổi. Đại diện của gia đình cũng đã xác nhận cam đoan này. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, đại diện ban giám khảo cuộc thi đã ra quyết định khiển trách Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên vì đã có hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh Hoa hậu Việt Nam cũng như cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, yêu cầu Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên phải chấn chỉnh hành vi, lối sống tích cực, cải thiện hình ảnh của mình trước công chúng. Cùng với đó, đề nghị ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 không sử dụng hình ảnh và không để Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên tiếp tục đồng hành với các sự kiện tiếp theo liên quan đến cuộc thi.